thầy? Đại tá công an hả? Ông bắt ai rồi bắt hả, đúng không? Thì thầy nói có cái gì đâu ngạc nhiên con. Con suy nghĩ cái chiều cao khiêm tốn của ổng, nghĩ ổng được mét rưỡi không, mà con nghĩ ổng làm được công an. Phụ nữ mà ta học điểm xuất sắc được là gì, học bổng 100% và được ví dụ thi 3 môn mà mỗi môn được 10 mà 3 môn 30 điểm luôn, 100% là xuất sắc. Mà người ta nữ mà có mét rưỡi mà ta còn chưa được đậu đại học, học thôi á, học thôi mà còn không cho nữa kìa. Hồ sơ mà học giỏi xuất sắc mà còn không được làm công an mà mét rưỡi. Mà tự nhiên nó lùng đủng như con vịt lùng, như con củ lùng. Nó vịt, nó lùng còn hơn nước cơm chắc. Thầy không có nói cơm chắc là người ta là tại vì cái người người ta nó cơm chắc quá chừng khác, cái người ta cái người lùng, cái xứ lùng là nó khác. Còn cái ông này quái dị, lùng hết chỗ chê, lùng sủng, lùng mà cái lùng không còn chỗ tưởng chỗ tả nữa, có nghĩa là ổng lùng là cha mẹ cao chứ mà tại ổng lùng, giống như ổng là đẻ con chắc con muộn ha, kêu bằng rặn ổng ra sao lùng nhất nhà. Thì thầy nói hết ổng có vợ hay chưa có vợ, cái điều đó trong tôn giáo giáo hội điều tra lý lịch ổng. Còn thầy nói tuyên bố 100% dù ổng có làm việc gì chức sắc trong giáo hội hay tôn giáo hay mặt trận hay ổng làm gì không biết, lớn cao gì không biết, học giỏi học dở gì ha ha, làm gì lớn gì thầy không biết trong đời đạo, nhưng mà khi mà cái chiều cao không tốn của ổng quầy đời thôi, không có quân đội nào tiễn không được, cái vụ mà đi lính thôi cũng không được, mà ổng có tình nguyện đi lính cũng không được. Còn công an thì tuyệt đối 100% không thể nào được. Tại thầy hồi học công an là thầy cũng nè, mét 65 mà thầy có mét 63 mà thầy phải ráng mày nâng cái dép lên á, tao nhóm lên mà tao năn nỉ dữ lắm á, mà học giỏi á, đậu xuất sắc á, mới cho vào ngành là mình học thôi á. Có nghĩa là những người công an hình sự và công an văn phòng mới được mét 65. Còn tất cả công an mà nói tóm gọn hành kêu bằng chính quy hay những người chuyên về làm khứ dữ á, rồi chiều phải từ 1m7 trở lên. Mà người ta cân nặng người ta cũng quy định từ 65kg, 70kg trở lên. Còn người mà cao 1m7 người ta cần 80kg trở lên, nó mới có thịt có da và đủ điều kiện. Còn này anh chàng ảnh làm gì đủ điều kiện được tiễn và học công an cũng không được, làm gì ai tiễn, ai cho vào ngành công an, ai cho vô học, học cũng không được. Mà không ai làm việc như giáo hội mà trời, tự nhiên bổ nhiệm lên làm công an mà lãng nhắc. Tôn giáo cũng không được. Làm cái chức sắc nào? Thầy nói giờ học đại học đời thì học giỏi, khi vô trường đại học nào đậu cũng được. Mà riêng cái ngành công an, công an hình sự, công an chính quy kêu công an phòng cháy chữa cháy, công an dân sự và công an hình sự và công an cơ động bắt buộc đều phải chiều cao từ 1m7 trở lên. 1m65 là ta nói cho là những công an là kêu bằng làm hành chính á, học viện hành chính, nghe là cho bên công an mà làm văn phòng á, thì 1m65 trở lên ok. Và sức khỏe phải đầy đủ, cân cũng phải cho ta cho bao nhiêu ký là đủ tiêu chuẩn để được học. Không biết ổng được 1m1 không, 1m2 không, làm gì được 1m5. Thầy nói chắc 1m2 á, ổng lùng hơn gái, không tin gái là lùng nhất mà ổng còn lùng hơn gái á. Mấy nhỏ gái, gái là người ta còn khoảng 1m5, 1m6. Còn ổng đứng như người mẫu á, không biết ông đứng được với hán con nhỏ con gái không. Mày nói đừng nói tao chê cộng tệ với mày, chê giữ mày, ổng công an hình sự á mày. Ổng nói hỏi công, ổng là công an nằm vùng, cũng nói như thầy vậy, công an nằm vùng đại tá. Thầy nói đừng đùa giỡn về pháp luật,
Đừng xưng hô ta này, ông nọ, rồi công an này, công an nọ. Không có đùa giỡn được. Và người dân cũng không đùa được. Anh làm chức sắc gì kệ, anh làm công an, làm việc chuyện của anh, nhưng mà đâu có tình trạng mà đùa giỡn về cái đó được. Thì thầy nói, thì kính thưa với quý vị, những người trả lời, những Phật tử thân mến, những người yêu dấu, những anh chàng đầu trọc, những anh chàng giám đốc đầu trọc, những anh thầy chùa đầu trọc, và những vị huệ hòa thượng đầu trọc, và những cô ni, những anh tăng đầu trọc, đều trọc trọc đều trọc lóc á. Thì thầy nói tất cả theo chiều cao và sức cân nặng của anh chàng Thích Nhật thì không có khả năng làm nhiệm vụ gì trong nhà nước được, không đủ chiều cao, không đủ chức sắc, không đủ để điều kiện vào một cái ngành nào trong cái vấn đề về công an được hết, dân sự hình sự gì hành chính quy gì cũng được, tôn giáo cũng được luôn. Vậy giờ người ta nói tất cả các quán cà phê đi mà làm kinh doanh mà nhẹ, làm văn phòng đi, người ta cũng nói là có ngoại hình coi được, tướng đi, ăn học phải có bằng đại học trở lên, và làm việc cũng phải có trình độ, có, tôi nói có ngoại hình, nam cũng có chiều cao bao nhiêu, nữ có chiều cao bao nhiêu, rồi phải có ngoại hình đẹp ta mới tuyển vào. Chỉ có là nhân viên phục vụ cà phê thế nha, chưa nói là làm cái gì nữa đó. Thì cái nói văn phòng nào ta không cần nữ, không có ngoại hình mà nam không ngoại hình đâu, cái đẹp là hơn. Thứ nhất tướng đẹp, học giỏi, tài cao, rồi khiêm nữa, con người dòm vô dễ coi, người cũng sáng láng, người có thông minh. Chứ ai tiễn thằng khùng đi, thằng ngu thằng dốt, rồi tiễn mấy thằng lùn đâu. Thì thầy nói tại họ không có ăn học, chứ cái nghề nào cũng đều kho đo khớp tắc, giống như quân đội đi, khi tiễn vào á nha, khám rất là khó. Chiều cao, sức khỏe, rồi cân nặng, rồi xong khử coi thân thể mình có chỗ nào lồi lõm trong khăn không, rồi có vết xăm trong người hay không, rồi có bệnh tật thương tích gì trong người không, rồi có hẹo gì trong khăn người không, rồi coi coi mình có là nam nguyên chắc hay không, rồi nhiều người bệnh thận làm sao đi đi lính đi đi công an, rồi giờ nhiều người bệnh cái hồng dái có nước á, cứ nước quầy sông á lớn lên thì nó phù và bự vậy, mà khi nước rộng là tự nhiên là nó nhỏ lại, ta kêu hồng dái có nước, còn ta kêu còn hồng kêu bẩn gì nữa nè, thầy quên cái tên rồi đó. Không có giỡn được, cái này là sự thật. Khi trong ngành người ta đã thử nghiệm về khoa học, về bác sĩ luôn, khám hết luôn. Giống như giờ thầy nói tại sao đi làm là mướn người ta mà bắt mình có đi khám sức khỏe, rồi coi coi mắt mình nữa, coi cặp mắt mình dùm xa lùm gần có thấy rõ không, có bị cặn không, có bị mù không, tai có điếc không, rồi có khuyết tật tàn tật cái gì trong khăn không. Rồi nhiều khi mình bị gì, bị khiến rồi không có con gái, hoặc là chuyển giới rồi nó cũng đâu có cho mình đi lính, đi bộ đội công an. Nhiều người đi chuyển giới sao cho vô ngành công an, rồi nhiều thằng bị khiến rồi hay sao vô coi ngành công an. Thì thầy nói cái chuyện thầy không có muốn đụng chạm anh Thích Nhật, nhưng mà lý do là Phật tử nó hỏi cứ chọc tao, không mỹ bao nhiêu người cũng hỏi hỏi Thích Nhật thật. Thì cái vấn đề á, thầy thầy nói về hỏi cái câu này á, thì nói về chiều cao thì không được, thấy học cũng công an cũng được, mà khi công an cũng được, mà bổ nhiệm lên cộng công an cũng được luôn, và học phải chuyên ngành công an mới vô ngành công an nữa cũng không được.
mà giờ học ngành khác có tuyển chọn vô cũng tự nhiên cái mình lùng sao làm gì được, không được thì chiều cao quá khiêm tốn, chiều chiều cao quá lạnh lùng. Thì thầy nói cái này không tin thì giờ qua cái ngành công an đi, rồi giờ mình xin cái hồ sơ xét tuyển công an đi, rồi giờ mình bấm vô logo đi, giờ tôi muốn tuyển công an chiều cao bao nhiêu đủ, nhận hồ sơ cần những điều kiện gì thì người ta trong đó người ta có ghi rõ cái điều kiện hết, thì thầy đâu có bị đặt. Thì không tin ai xuống bị đo ổng có bao được bao nhiêu mét thì chứng kiến được cái sự thật của ổng, thầy đâu có bị đặt. Cao hơn thầy á, thấy cao lắm á. Vậy hả, là nhiêu ổng? Hình như cũng 1m65 á. Vậy hả, cao thấy ớn luôn á. Thầy mét sao mấy? Tao đang nói ổng, mày đừng có so sánh ổng là ổng đứng chứ tao nói mày không được tới nách tao đâu. 1m4 thì không biết, nhưng mà tụi con cứ xuống dưới rồi gặp ổng trực tiếp coi ổng. Mày kêu đứa bé mà con cháu mày nó 8 tuổi chứ 10 tuổi biết đâu đứng bằng ổng. Còn mày mà ổng đã tao chê ổng lùn rồi làm gì ổng đứng bằng tao được mày. Tao ẩm ổng luôn á. Đứng trên ghế. Đứng trên ghế phải không? Tao ẩm ổng lên. Không có. Tao để ổng lên hai vai nè. Hồi xưa kêu ổng gì không? Cổng á gì mà để lên vai nè. Hả? Gì? Ngông con ngựa gì lưng ông gì đó. Ngựa cưỡi này. Ngựa cưỡi. Ổng chắc 1m4 thiệt á. Không, 1m35. 35, 1m35. Tao nói xưa gì, cái gì lùng. Tam hô tứ súng. Mà không biết ông có súng răng mày. Quên đó, bữa nào xuống mày coi mày chụp cái răng ông con còn bao nhiêu răng, rồi ông có ba, ông có răng đều không? Rồi ông không biết được. Ổng căng được được 35 được 35 kg không ta? Ổng lùng lùng không biết ốm ốm không biết được 35 kg không? Không biết đủ thịt để ăn ngày không? Đi đâu mà thiệt. Xấu xấu tệ lùng lùng quá. Mà ta nói mấy người lùng kỳ cục hả? Tánh cục nói câu nào nó làm sốc câu nào rồi nói câu nào hả? Nó khó dễ khết. Khó chịu đủ thứ hết á. Tao nói không có vừa cái gì vừa lòng nó được hết á. Thấy không? Thầy nói giờ ông tin kìa. Thầy không có giỡn mà cũng phải chê ổng, nhưng mà chứng minh được cái đó đi. Là làm sao ông đủ chiều cao à? Làm gì nè? Mà giờ làm nghề gì nó cũng đòi hỏi giờ. Làm công nhân nha, ta cũng hỏi là mình bao chiều cao bao nhiêu mà vô khám sức khỏe ta cũng căng hết. Thì thầy đó, có nhiều người hỏi thầy, gọi điện cho thầy kìa. Nhắn tùm lum tối ngày. Tôi không có hỏi thầy lùng. Tôi không hỏi thầy là công an. Tôi không hỏi thầy là đại tá. Mà tôi hỏi cái cũng hỏi tao nữa. Mà tao bực mình nó chấn tin hoài mày. Tôi ghét tao khóa lại luôn. Hỏi cụ từ, cụ khoai. Sao mày hỏi cụ chuối tao? Chỉ biết cụ chuối quà chuối thôi. Củ từ tao biết sao biết. Củ từ là từ giả, từ là từ luôn. Thì thầy nói cái vấn đề nói gì xét tuyển đại học về công an hay là cho vô ngành công an thì ổng cũng không được. Thì không thể nào mà ví dụ hay là ra vẻ hay là ổng hàm chức sắc gì trong nhà nước cái tự nhiên là ngành nào bộ nào ra bộ đó, ngành nào ra ngành đó, không thể nào bây giờ bí đường cùng cái ổng không tao ra lệnh bắt ông nào mày làm công an hay mày bắt cái tự nhiên cái giờ ổng là đại tá. Đâu có ví dụ được cái điều đó được. Mà người tu đâu có làm gì công an. Tao nói làm chức sắc gì không biết. Khi mà đi tu rồi phải bỏ hết việc nhà nước, bỏ hết việc trần, hủy hết những gì dơ bẩn, buông bỏ tham sân thi, tranh giành chức vụ, rồi buông những cái gì mà thế gian ta buông không được mình buông, mới gọi là xả hết những cái khối hư tật xấu,
ham sân si, giận hờn, kiêu căng, đố kỵ, ích kỷ, tham lam, trộm cắp, tà dâm, nói dối. Mọi người mình ngắn, lấy gì khùng này nè, kéo ra hằn đầu, giãn nó dài vậy. Ở một từ bữa đâu hằn hằn nắm đầu, hằn nắm chân á, đầu kéo ra trời dài ra. Bên Mỹ là 4 tỷ á, 4 tỷ hả? Đúng rồi, nó gắn cái cục xương dài vậy nè, chích hút dài luôn. Để hả, có hút luôn hả? Đó. Vậy tụi bay hùng đứa 100 triệu đi cả nước biết đâu cũng 1000 tỷ á, chích cho ông dài mũi, chân ông dài ra thành chân dài luôn, thầy ông mẫu nam luôn cây ra, biết đâu cũng cao ra mày. Ủa mày nói chân dài mà cái lưng ông khóc chẩm cho mày, chích lưng luôn rồi cái cổ ngắn, rồi cái đầu nhỏ xíu, rồi cái lưng cái bụng cứ một món 4 tỷ, 5 cứ món tỷ nhăn lên hả? Nhưng mà kéo được có 7 phân à thầy ơi, cao lắm là 7 phân rồi. Rồi sao mày 7 phân hay không?